Còn bà suốt ngày bị chồng đánh thấy thương hết. Trời ơi, bây giờ là không phải là bị chồng đánh hay gì mà anh là Junichin bây giờ vui là vẻ. nói cho Giang Bi nghe Anh nè, đâu là bây quên. giờ là sống sống ở ngoài đời này nè là ảo. Sống ở ngoài đời này là ảo. Còn bây giờ thằng Sele là nó sống ở trong game không à mọi người. Tôi nói chuyện với nó bữa giờ là tôi bực mình nó lắm luôn á. Tôi nói chuyện với nó đéo nghe luôn mọi người. Kiểu như là nó chỉ biết chơi game, nó chỉ biết sống trong đó mà kiểu như tôi kêu nó lấy đồ hay cái Ơi căng rồi nha. Rồi Celeb Ây nó cha, có ây muốn liên minh không cha, ta? Liên có một Hải Long. Bây giờ Celeb nó nghĩ nó sống thật luôn mà Long, nó tập trung vô liên minh luôn mà. Ơ lộn, nó tập trung vô chơi GTA không à. Cái gì hay là làm bất cứ cái gì á là nó ngồi một cục ở đó à. Trời ơi, là bữa giờ tôi đúng bực luôn, kiểu như là tôi không thể nào mà tôi thiệu nhiều khi muốn giả vô mặt nó luôn á. Ví dụ như tôi kêu nó ê một tí nữa Mãn lấy miệng đồ, quá. lấy sữa nha ha ha Mãn làm một miệng quá. tí Mày nữa, có nói không chung là xem tôi nhờ nó làm cái dạo gì này nha. anh khỏe Nó không? đéo làm gì hết. Nó đéo làm gì hết mọi người. Nó ngồi chơi game mà kiểu cái đầu của nó là sống thật quá rồi cho nên là nó không có nhớ là tôi kêu nó làm cái gì nó cũng không biết. Rồi nó ngồi ở trên lầu mọi người. Nó ngồi ở trên lầu nó chơi á mà tôi kêu nó lấy đồ cho tôi kiểu như là tôi trời ơi, tôi thét lên á mà hả, tôi kêu hoài luôn. Cái hả mà tôi bực quá tôi la làng lên luôn á, nó mới chạy ra nó kêu nãy giờ rồi không nghe. Nói gì nói lại đi không nghe gì hết á. Trời, tao tưởng đâu nhà 10 lầu á. Nhà có một cái lầu thôi mà tao tưởng đâu 10 lầu. Trời ơi. Mà mấy bạn thấy cái miệng tôi đâu có vừa, ý là cái miệng tôi đâu có nhỏ đâu ha. Mà quá sống thật, tại vì là cái đời ngoài đời là quá ảo với nó rồi, bây giờ nó rất là sống thật luôn. Trời ơi. Khác nha, ngủ nha, bình thường á là ngủ trương cu lên tới mà tới trưa, ngủ mà trương con cu lên tới tới Sao biết nó trương con cô ngoại? Gình hả? Hay là kéo ra coi vậy? 1-2 giờ trưa nha, bây giờ là sống thật tới nỗi mà tự mày 11 giờ trưa là 5-6 giờ sáng ngủ, 11 giờ trưa dậy. Đó, là chơi game tới 6 giờ sáng ngủ xong 11 giờ trưa dậy. Kiểu như bực dậy như cái lò xo vậy tụi bay. Nhìn nè. Thì Đúng phải vô GTA tìm đúng nó đúng chứ. 11 giờ trưa Làm bực dậy vậy ngoài nào làm mày, nước trời trời bà ơi. bay qua cái máy tính ngồi liền luôn. Ê, cực kỳ thấy ghét luôn á, thiệt cực kỳ thấy ghét luôn, kiểu như là con người không có trách nhiệm, cái này là nói thiệt, kiểu như con người không có trách nhiệm, giống như là Chết kiểu mẹ. như chỉ biết chơi game thôi, không biết không có làm gì, không biết làm gì luôn, Có đánh không làm răng gì đó không trong ta? nhà, không làm gì một cái việc gì trong nhà luôn, Lưu Hải mà bây Long. giờ cái đầu còn lơ mơ nữa, kiểu như là ví dụ như trong game mà bán xe hay là mua xe hay là làm gì trong game thì biết, còn ở ngoài mà hỏi hỏi kêu làm gì cũng cũng biết cái đó. Nói hồi nãy kêu lấy cái đó sao không lấy, ủa kêu hồi nào, nói hồi nào không có biết, rồi kêu lấy đồ hay là kêu nói chung là kêu làm cái chuyện gì trong nhà cũng có nghe đâu có nói đâu. Trời ơi. Ơi tự nhiên kia tôi mày cũng tệ, mày không mày tạo server ra rồi để cái gì xe lép nó sống thật đồ này, nó chơi sao tôi cản được đúng không? Là bây giờ sao bay, là Rồi hỏi bị nó chỗ cái gì? chế độ ở đâu nó biết AK. Trời, tự nhiên Giang Bi nhắc tao mới nhớ tới dạo này á Long là bị bệnh là bây giờ sống thiệt quá rồi, bây giờ ở ngoài đời là ảo, trong game mới là thiệt. ý nó là bà đừng sống ảo nữa đó, Thôi mà sống nhưng thật mà đi bực mặt lắm đi. kìa, nhưng mà rất là bực luôn, kiểu như là vừa vừa thôi đúng không, vừa vừa thôi chứ cái gì đâu mà thấy, trời ơi, thấy ghét lắm luôn á. Trời ơi, ngồi ngồi mà hả, tao nói mà thiếu điều mà nếu như mà nó ngồi như vậy hoài là tôi nghĩ là sau này nó bị chỉ luôn á mọi người. Nó ngồi chắc đâu đó là chắc nó ngủ 5 tiếng à. Ừ, nó ngủ 5 tiếng. Ôi, chứ tôi nghe trước Cùng đó nhau Celeste nó còn bị vợ chỉ chồng con tôi mẹ nó tìm rồi, ba mà chứ là phải là người sau vợ này nó mới thành bị công. rồi. Bây giờ là nó đã bị rồi mà anh em. Bữa đợt nó kể tôi là nó đã bị rồi, mà nó bị từ mấy năm trước nữa chứ không phải là bây giờ. Cảm ơn anh Huy. Không nha, còn vợ chồng tôn quyền bá gà nữa thì hở rảnh là vô à. Nay mai có bé Trang nữa nè. Một ngày nó ngồi 19 tiếng ở trên máy vi tính mà tôi nói thiệt với mấy bạn là nó đéo có đứng lên một lần nào luôn. Nó không có đứng lên luôn á. Chắc nó đi đái một lần thôi à. Với đi tắm, nó đi đái với đi tắm một lần. Rồi hết rồi đó má. Trời ơi, nó ngồi vậy đó, hay không? Đỉnh không? Đỉnh Đỉnh chưa? gắt Có làm được ý là có ai mà trời ơi, tới mức độ vậy không trời, đéo hiểu luôn. có, tôi có biết một thằng mà thằng này nhiều khi được đánh giá hơn celeb luôn, thằng BOTM tôm mì bọt.
Đó, có thằng Tâm Mì nha. Và thằng Hứa Va mà tôi biết tới là thằng Huy Biển. Đó là thằng Huy Biển. Tôi không bao giờ mà giờ tại vì tôi sợ mấy cái mà tôi nghe mấy cái clip mà nếu mà sao vô bệnh viện người ta mổ trĩ á, người ta la hét á, mọi người sợ lắm mọi người, nên là tôi rất là sợ cái bệnh đó, nên là kiểu tôi cũng để ý á, với cái lúc mà đẻ xong dễ bị chỉ lắm, mấy người mới đẻ là dễ bị nên cũng sợ lắm, không có dám, nói chung là cũng để ý lắm chứ không dám vậy. Người ta còn lo cho bao nhiêu đàn em lo. Ờ cơm nước là đang. Không, cơm nước là nếu như tôi bưng cơm lên thì nó ăn. Tôi không bưng là không ăn luôn. Ngồi hoài từ lúc mà ngủ dậy là 11 giờ trưa đúng không? Tôi thử một ngày tôi không bưng cơm lên, tôi không đem cơm lên coi. Nó chơi đến 8 giờ tối luôn. Nó chơi đến 8 giờ tối xong nó đi tắm. Nó tắm cái nó mới biết là nó không ăn đúng không? Tại vì 8 giờ là nó phải đi cô tắm để nó lai. Tới 6 giờ sáng. Cái 8 giờ nó đi tắm. Chim luôn mà. Đi tắm xong cái hình như là cái khúc đó nó mới biết là nó chưa ăn á. Cái nó ăn xong cái nó lai. Trời ơi. À, tôi không biết là nó ngủ nó có nằm mơ là nó chơi rồi ta ha không, nhưng mà nó rất là kiểu như là vừa mới mở máy tính lên là xàm gì trong game á. Ui, tính bà anh em coi tôi chụp bằng tay dính ngay con mũi luôn nè anh em. Ôi bà, sao cam mờ vậy? Á chưa? Chụp phát dính con mũi luôn. Tiền mà mua xe này rồi kia. Đời đến trong game khi nào đi đá bóng mất tùm lum lá hết trơn á. Mà tôi thấy cái đó không, tôi không hiểu là mấy người vậy là ghiền. Cảm ơn chung với bạn. Tôi cũng không hiểu nữa, tôi đéo hiểu được là tại sao luôn á, nó thiệt ý là ví dụ cũng ghiền thì cũng có ghiền, cũng có dính đi, nhưng mà cái gì mà trời ơi, một ngày ngủ 5 tiếng chơi 19 tiếng. Đã ghiền thì sao mà ngồi canh được giờ giấc được nè, tôi kể cho anh em nghe một đôi tiên đồng ngọc nữ của làng GTA. Đó là anh Tôn và chị Mia. Hôm qua đi ăn được là tôi có nghe kể là hai anh chị nè, hơi khó biểu nha. 7-8 giờ sáng là anh Tôn Quyền sẽ livestream. Đó. Anh Tôn Quyền livestream một phát là cho tới chiều. Cái anh Tôn Quyền nghỉ ăn tô cơm, bắt đầu là chơi game tới khuya, tới chiều nè, vẫn còn thấy anh Tôn Quyền đúng không? Hai vợ chồng luôn chứ không phải là một cá nhân. Hai vợ chồng chơi tới chiều, có bắt đầu là tới giờ của tôi là tôi thấy đúng không? Tưởng là nghỉ, đâu có đâu, tới giờ của anh ba vẫn thấy chơi với anh ba. Chơi với anh ba xong chưa đủ đúng không? Tới giờ của ổ slep vẫn thấy hai vợ chồng chơi. Chơi tới nỗi mà nhiều hôm mà anh Tôn Quyền đuối quá, anh Tôn Quyền tạo lý do là hôm nay nhà anh Tôn thay hồ cá, thay bóng đèn, anh Tôn phải đi chợ giao hàng. Trời ơi là trời. Cặp đôi song sát thì bây giờ anh em không tin thì cứ lên cái bãi câu là thấy hai vợ chồng trên đó liền à. 4-5 giờ sáng cứ lên hồ câu là thấy cô Mia. Ác đạn thiệt. Rồi còn cặp nào nữa không ta? Cặp Cindy bắp xào. Đó, cặp Cindy với bắp xào cũng thấy nhiều trong thành phố nha. Ngồi có ạc đi xe bát là thấy hai người là chơi với nhau, đi với nhau cũng nhiều lắm. Rồi cặp nào nữa đi nha. À anh Chen, đúng rồi, có anh Chen nữa. Anh Dr. Chen giờ nào cũng thấy ảnh. Ảnh sống thật ác. Mèo mèo chơi tới sáng cái ngủ 2 tiếng dậy đi học còn ác quỷ hơn nữa. Trời ơi là trời. Tính ra tạo cái server để mọi người chơi giải trí. Mà giải trí thì không thấy đâu, thấy mọi người lậm quá vậy. Rồi là giải trí dữ chưa. Trời ơi. Chấm hỏi. Cái này anh nói có sai đâu xin đi. Tình lắm như keo dán sắt, giờ hay đi đâu không có nhau. Hôm qua tôi vô buổi tối lúc 12 giờ. À 2 giờ đêm đúng rồi. 2 giờ đêm tôi đi đào đáy lại cậu Đa nè. Cũng thấy hai người đi lon ton với nhau. Mà anh bắp xào nãy anh còn nói anh Johnny, chuyện của tôi với anh vẫn chưa giải quyết xong nha anh Johnny. Ôi trời ơi. Anh đéo hiểu luôn. Không ăn luôn. Người ta ăn pizza. Ăn pizza ăn cơm. Ý là không hiểu nổi là nó có cái sự gì mà nó ghiền tới cái mức như vậy thì không hiểu, cái này không hiểu. Anh có ăn bên? Tại vì cũng biết là ghiền thì tôi hồi đó tôi cũng ghiền cho Liên Minh mà. Của Ben là gì Ben? Lắm luôn, nhưng mà tôi chào thua với cái này, tôi chào thua với cái người như vậy luôn, đéo hiểu.
tối á nha, mà chạy offline rồi, nha, vẫn chơi chơi tới 6 giờ 5 6 giờ sáng. Làm cái quần què gì á, gù gì á, gù gì cái gì mà kiểu như nó không cho gù 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 nha, xong cái sao á. Anh sẽ ăn canh cho anh rồi. Cảm ơn anh nhé. Trời ơi. Ui bay qua bay lại sướng quá. Ha ha ha. Gì đó xong rồi cái gù gì mà cả tới 6 giờ sáng luôn nha bay. Quá nghe nghiện thiệt á chứ. Là sao bay? Trời ơi, cái gì vậy? Cái bằng bè nha em. Thì thào, bay luôn thì thào. Nói cái gì, tại lúc thì thào thì không có biết, mà tự nhiên thì mình cũng tới tầm 4-5 giờ là tôi bắt đầu tôi muốn vô giấc ngủ rồi. Ha. Góc này bay nè, bay nè. Trời ơi, bay qua bay lại nè. Hét lên vậy. Tôi có công nhận nha, thằng celeb là thằng rất là đóng góp ý kiến vô server. Giống như ảnh chơi game đúng không, ảnh sẽ sôi. Má mày có khả năng đá chim đúng không? Tao đi theo tao chết liền. Hằng này chơi xa cách đúng không? Non rô lay đúng không? Tao đi theo thì kiểm tra liền. Và má tao phải dí, tao hỏi tên nó cho bằng được. Xong nó mà quýt ra đúng không? Ê, chạy ra Discord. Nhắn tin Facebook. Li 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 có đang không vậy Li? Alo 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 alo. Để có để hãy trả lời đúng không? Con video gọi điện thoại như vậy là Li ơi, má con mày chơi nó chơi bị là vậy vậy nè. Mày vô mày chết kiểm tra nó cái. Tôi cái lúc nha, xong rồi cái lúc mà kiểm tra đúng không? Cái tôi nói Celeb ơi, bây giờ người ta muốn đính chính lại, mày có đang rảnh không? Có, để tao vô đi cọc liền. Mày rất là gọi là năng nổ trong cái việc gọi là duy trì server luôn ấy chứ. Ốp chim nhưng vẫn rất là năng nổ. Và những thằng nào mà chơi sai cách là ảnh ngồi ảnh luôn cái ảnh cắt clip cái gì, ảnh gửi cho tôi cái link stream của ngày hôm đó của ảnh nè, mày coi nè Lê. Nè, từ để tao kéo cho. Má nó bị lắc rồi, đợi tao xíu để tao phát ra vô lại xong bắt đầu ngồi kéo. Đó, mày thấy không? Đó. Nè, để tao tu lại lần nữa cho mày coi kỹ nha. Sống thật vãi. Mày Hiệp Đen. Cười chết Hiệp Đen luôn ấy chứ. Mà bình thường chơi Liên Minh tôi đéo thấy nó nói nhiều vậy nè. Chơi mấy cái con game khác như là Liên Minh hay là chơi bắn thuyền hay là gì đó, nó đâu có vậy đâu mà sao chơi Liên Minh, chơi người ta mà nó nói liên tục nói. Nó nói nhiều hơn 10 năm cộng lại luôn mà. Cống hiến thật sự. Gọi là tao không có hiểu được. Đây cho anh em xem quả này nè. Không, hết cái này không có phốt, cái này là để ngoại nói chuyện xong đó. Cái này là thật sự từ bữa tôi tới cho giờ anh em có cái này. Hiện tượng này là từ bữa tới bây giờ luôn. Tôi chửi nó bao nhiêu lần, tôi nói nó bao nhiêu lần rồi, cái nó cũng vậy rồi. Cái đầu nó bây giờ lơ mơ á. Cái đầu nó bây giờ lơ mơ làm sao á. Kiểu như nói một chút cái nó nghe xong xíu hồi nó cũng vậy nữa. Cái đầu lơ mơ. Hên là Celeb nó chưa roleplay cái dạng là nó ghẹo nhỏ nào trong thành phố hay là chở đi đào đá đi chơi đó chứ. Bởi tôi mới nói hả, mấy người mà ghiền ha, đừng có ngồi cười. Không, nhiều khi cũng ghiền cũng cỡ đó đó mà ngồi cười. Cũng ghiền cỡ đó đó, chụp bi lè này chẳng hạn, cũng chụp bi lè cũng ghiền nè. Có cái này tinh chuẩn nha. Mát anh là chụp bi nè là giàu vãi cả đấy. Chị mắc nhất là chị mắc anh, lúc mà chị off duty khỏi cái ngành bác sĩ á, chị đi làm sò, chị đi làm gỗ, đi làm hoa màu, chị đi cày, chị câu cá. Bây giờ chỉ là tôi nghĩ là chỉ là một trong năm người giàu nhất thành phố đó, chị mắc anh và chị chích bi lè. Cày giả man thiệt. Ngủ đi đâu cũng không đi. Bận rồi, không có thời gian, tưởng gì đi sống thật. Nè cho mọi người xem quả này. Hôm qua đi qua thăm cá viên. Hôm qua là tụi tôi đi qua thăm cá viên rồi ngồi chơi với chị Panda nè, thăm chị Panda xong rồi ra ngồi đi ăn đúng không? Cái buổi tiệc này 95% là nói về GTA. Bạn cứ ngồi bàn về GTA không luôn mà công nhận nói cuốn thiệt. Hồi đó tụi tôi sẽ là theo kiểu đi chơi nói tùm lum từ lưa chuyện hết, chuyện đi đá banh nè, chuyện Liên Minh nè. Rồi chuyện bên ngoài, rồi nhiều khi là nói xấu người này người kia, kiểu khẩu nghiệp á anh em. Mà hôm qua lần đầu tiên cái buổi đi ăn, bốn thằng toàn nói về GTA không. Mà nói kiểu vui lắm nha, hãnh diện lắm cơ. Anh ba hôm qua đi chở Bảo Duyên đi chơi, đó là không có anh ba. Thì hợp xã đàn thì ba thằng đại ca, anh em cũng biết rồi, đại ca Hiệp Đen, đại ca Tâm Bì Bọt và đại ca
mày thằng bá dơ đi đâm chọt đi kích đểu là thằng bảy lé chứ nào. Sao tôi chơi tôi thấy không có ghiền gì hết trơn với ta. Đâu ngoại, để con ngoại không nói vậy. Thôi bà ơi, bà chơi bà có chơi đâu bà kêu ghiền. Ngày bà chơi có 3 tiếng mà bà kêu ghiền. Lia đúng không? Tại thằng Lia chứ tại ai? Có gì? Hả? Tôi không nhiên. Ý là tôi chơi tôi không có ghiền, tôi không có nghĩ tới luôn á. Nói gì tại tôi? Có nghĩa là khi mà tôi tắt cái máy tính rồi là tôi không có nghĩ tới. Quên luôn, kiểu như là tắt máy tính cái tôi quên liền à. Sống một cách tự nhiên trong game. Sống một cách tự nhiên trong game. Ôi trời trời trời, mấy ông nói, ý là mấy ông nói gì kỳ vậy? Nếu mà tôi ghiền thì tôi, nè tôi nói cho mấy bạn hiểu nha. Một người ghiền, nghiện nha, là người ta làm mọi cách. Nhiều khi á, nghiện tới nỗi mà con hả, bỏ con qua bên luôn, không thèm quan tâm luôn, chỉ để chơi game thôi. Ý là chỉ để chơi game thôi, phải vào trong game đã. Cuộc sống ở ngoài tính sao đó, ý là cái đó là ghiền. Lâu lâu em ơi, lâu em ơi. Đúng không? Còn này tôi thấy bình thường, tôi chả có mà nghĩ tới cái game đó luôn á. Là Hiệp Đen á, chính xác là thằng Hiệp Đen luôn. Cho bé Giang đó, thì nó là ghiền, còn tôi thì tôi thấy có gì đâu mà ghiền. Tôi bé nó vô lâu lâu chơi thôi chứ bé đó em... Máy tính cái là rồi xong. Em thấy bé Giang, bé Trà Đá bữa giờ đúng gặp đâu đúng không? Còn nó ghiền, nó ghiền, cái đó là ghiền chứ sao mấy ông kêu tại tôi nghèo. Tại tùy người chứ sao nghèo. Tôi nghĩ là tùy người. Liên quan Nguyên Đỗ. Tại vì đâu phải ai cũng ghiền cái trò đó đâu. Tùy. Có, này có dự định nhiều đại ca cho ngày mai có nhiều dự định. Xa qua cho A Tam liền. Liên quan Hải Long nha, Liên quan Tô Bi. Sống thật thôi anh Johnny. Chưa, 6 giờ anh Johnny mới vô để động đất cái đã. Hết chưa để ngồi coi celeb nè. Hết chưa, hết rồi đúng không? Lúc này là hết rồi để coi Hiệp Đen. Có này vui nè, để vô nghe rồi. Mình celeb đó. Nó nói chuyện coi. Chơi từ 12 giờ sáng đào vài cuốc đá là tới 6 giờ. Liên quan Tô Bi. Chỉ biết chơi game mà nó Liên có bằng hỗn độn. Mà kiểu như tôi kêu nó lấy đồ hay cái gì hay là làm bất cứ cái gì á là nó ngồi một cục ở đó à. Ủa. Trời ơi, là bữa giờ tôi đúng bận rồi. Ủa rồi. Mà tôi thiệt nhiều khi muốn giả vô mặt nó luôn á. Ví dụ như tôi kêu nó ê một tí nữa lấy đồ, lấy sữa nha ha, hay là một tí nữa, nói chung là tôi nhờ nó làm cái gì nha. Nó đéo làm gì hết. Mày tệ. Nói đúng quá mà. Mà kiểu cái đầu của nó là sống thật quá rồi cho nên là nó không có nhớ là tôi kêu nó làm cái gì nó cũng không biết. Rồi nó ngồi ở trên lầu mọi người. Hên á là tại vì thằng nhóc nó đang ngủ thôi. Chứ không thôi là bây giờ là ăn đấm. Chứ không thôi bây giờ là qua là đấm luôn. Không nói nhiều. Mày nó đấm sưng bụng lần ấy chưa sợ. Nên là tôi để cho thằng nhóc nó ngủ. Chứ hồi là qua là cuồng chỏ sang ngang bàn tay vô mặt liền. Đúng đại ca Hiệp Đen luôn á chứ. Nó lấy đồ cho tôi. Gan ném Hiệp Đen quá đại ca ơi. Tôi thét lên á mà 10cm hả, tôi kêu quại cũng từ Emmy mà ra cưới âm vợ xinh đáng mặt. Cái hả tôi bực quá tôi la làng lên luôn á. Nó mới chạy ra nó kêu nãy giờ rồi không nghe. Nói gì nói lại đi không nghe gì hết á. Trời tao tưởng đâu nhà 10 lầu á. Nhà có một cái lầu thôi mà tao tưởng đâu 10 lầu. Trời ơi. Liên quan ép vợ. Ủa anh em, giờ anh em thử, bây giờ nè, nói cho anh em nghe. Bây giờ mình vô gata, mình lấy một con xe ra, mình nài, mình bóc đầu. Thì tiếng xe đó bắt đầu nó sẽ ồn lên. Thì mình đeo hai tai phone như này. Mình nài. Đeo tai phone như này đi đúng không, đeo tai phone như này. Cái mình bịt hai cái lỗ tai lại, phone thì mình mở gọi là 80. Vậy thì sao nghe, đúng không, sao nghe. Trời ơi sao nghe. Đúng. Rồi chưa kể những lúc mà gọi là đang đào đá. Rồi hả công an chạy tới nó ú à trong đó nó ồn như còn hơn cái gì nữa thì làm sao. Đang tập trung gọi là đang tập trung nghe âm thanh mà. Anh có bằng hậu. Sao mà nghe được cơ. Có bao giờ nó đi xe máy chờ bé Phúc tới chỗ mấy cây cầu thấy có góc xong bay lên luôn ca. Là cái đó nó lậm lắm rồi chứ. Thằng celeb chưa biết ngày tới cái ngưỡng đó không chứ thằng tâm mì là dám đó. Bây giờ tôi đỡ rồi. Tâm mì đợt đi chơi là thấy chiếc Vinasu người ta gọi là không rút chìa khóa ra là nó tính ngồi lên nó bay cầu rồi. Liên quan toàn ten. Ha. Mà quá sống thật, tại vì đúng. Là cái đời ngoài đời là quá. Đúng, ai cũng có ý đúng, đúng không anh em? Ai đúng. Cũng có ý đúng, em mi cũng có ý đúng. Anh này có lý một không? Tôi cũng có leader gọi là đúng. Em mi có ý đúng thì tôi cũng có lý đúng.
đó ở dưới la lên không nghe. Nó tại vì trên này sao đang đập đá sao nghe? Đúng đúng đúng. Đang đập đá sao nghe? Đang nhảy công an sao nghe? Đúng không? Đúng. Quá ảo với nó rồi, bây giờ nó rất là sống thật luôn. Trời ơi, sáng nha, ngủ nha, bình thường á là ngủ trương cu lên tới mà đúng tới trưa, ngủ mà trương con cu lên tới tới 1 2 giờ trưa nha. Bây giờ là sống thật tới nỗi mà tự mày 11 giờ trưa là 5 6 giờ sáng ngủ, 11 giờ trưa dậy. Bạn đáng lẽ nãy phải coi cái clip này trước, đúng không? Phải coi cái clip này trước chứ coi em mới nghe một phía rồi phải coi cái clip này. Chữ, cái này là nhét chữ. 1 giờ trưa ai mới dậy. Tôi vậy tôi sai. 1 giờ trưa 2 giờ mới dậy. Đó là chơi game tới 6 giờ sáng. Vậy là em mi nhắc chữ rồi. Vậy kiểu như bực dậy như cái lò xo vậy tụi bay. Nhìn nè. Thì đúng. Phải vô GTA thì đúng, nó đúng 11 giờ chưa? Bực dậy vậy nè mày. Trời bà ơi. Bay qua cái máy tính ngồi liền luôn. Ê cực kỳ thấy ghét luôn á. Thiệt, cực kỳ thấy ghét luôn. Kiểu như là con người không có trách nhiệm, cái này là nói thiệt. Cái này là nhắc chữ. Cái này là nhắc chữ. Trời ơi. Lúc nào tôi cũng vậy, là tôi cũng đánh răng sạch sẽ, tôi rửa mặt hết xong tôi mới lên. Bây giờ mà gọi là đi. Nó nói như cái kiểu tôi tưởng là không, cái này không có. Tôi phải dậy tôi đánh răng, rửa mặt, tôi quét nhà, lau nhà rồi tôi làm đồ ăn cho 1 phút hay là tôi nấu bữa tôi bắt nồi cơm cho gia đình đồ. Trời ơi là trời. Tôi tưởng nó nói vậy chứ ai ngờ nó nói là nó đánh răng rửa mặt rồi nó mới lên ngồi, chứ không phải là nó bật dậy nó để miệng ke nó lên chơi. Đưa cái miệng thúi ra xong rồi đục bục cái mặt em chơi game. Ôi trời ơi là trời. Ôi. Kiểu như con người không có trách nhiệm, giống như không làm gì đó trong nhà, không làm gì một cái việc gì trong nhà luôn. Mà bây giờ cái đầu còn lơ mơ nữa, kiểu như là ví dụ như trong game mà bán xe hay là mua xe hay là làm gì trong game thì biết, còn ở ngoài mà hỏi kêu làm gì cũng biết cái đó. Nói hồi nãy kêu lấy cái đó sao không lấy? Ủa kêu hồi nào? Nói hồi nào không có biết. Người kêu nhỏ lấy đồ hay là kêu nói chung là kêu nó làm nhỏ cái gì trong nhà cũng. Thành phố cần anh không nhìn. Giận rồi đéo nghe nữa. Mình nghe những cái đó anh em ơi, mình không nên nghe. Những cái mà gọi là tiêu cực. Đúng. Những cái như vậy mình không nên nghe anh em ơi. Đúng. Sống thật. Lên quả trứng mà... Mình nghe những cái đó nhiều khi là tâm trí của mình nó lung lay, mình không thể nào mình sống thật hoàn toàn được. Tốt nhất là không nên nghe thiệt. Chút che mà có nói tôi là tôi bịt lỗ tai liền không nghe. Ví dụ mà cấm tôi chơi GTA tôi sống thật tôi cũng bịt lỗ tai lại. Tại vì mình nghe là mình sẽ bị tác động liền đúng không anh em? Mình sẽ lép nãy nó hay. Và trùng tay luôn đó bro. Đời là ảo. Game là thật. Vô mình sống thật.